Thưa quý vị, thời gian gần đây, tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố có chiều hướng gia tăng, trong đó quận Liên Chiểu được xem là điểm nóng nhất. Để ngăn chặn dịch lây lan diện rộng, thì địa phương đang thực hiện quyết liệt việc phòng chống dịch, nhất là xử lý các ổ dịch phát sinh. Đây là một khu vực tập kết lốp xe cao su tại tổ 98 phường Hòa Minh. Sau khi trời mưa, những chiếc lốp này là nơi sinh sôi của muỗi vằn lây truyền bệnh sốt xuất huyết. Tiến hành điều tra dịch tễ và đánh giá chỉ số muỗi và côn trùng, y tế địa phương đánh giá khu vực này có nguy cơ rất cao với dịch bệnh sốt xuất huyết. Công tác diệt bọ gậy ở lốp xe rất là khó, chỉ có biện pháp là đậy kín để cho muỗi không thể sinh sản. Còn những biện pháp khác là chỉ là tạm thời thôi. Thống kê gần đây cho thấy, mỗi tuần quận Liên Chiểu ghi nhận từ 20 đến 40 ca mắc mới sốt xuất huyết. Tổng số ca bệnh từ đầu năm đến nay đã lên đến 546 ca, chiếm hơn 1/3 tổng số ca bệnh toàn thành phố. Qua giám sát dịch tễ, 60 ổ dịch sốt xuất huyết đã được phát hiện và xử lý kịp thời, ngăn chặn dịch lây lan. Với cái địa phương mà số lượng công nhân và sinh viên tạm trú rất nhiều, đặc biệt là ở các cái khu nhà trọ, thì cái là nơi điều kiện để dịch bệnh phát sinh, thì phường trước những biến dịch như vậy thì phường tập trung tuyên truyền vận động người dân ra quân diệt lăng quăng bọ gậy, và đặc biệt khi có cái ổ dịch mà phát sinh thì phường phối hợp với khoa kiểm soát bệnh tật của trung tâm y tế quận tiến hành kiểm tra và cho phun thuốc diệt muỗi. Phối hợp với tổ dân phố cũng như có cái đoàn thể ở khu dân cư cũng chủ nhật cũng ra quân đi diệt lăng quăng bọ gậy, úp những cái vật không cần thiết đằng nước để mà chống cái bọ gậy, để mà phòng chống cái dịch sốt xuất huyết. Địa bàn rộng lại có nhiều khu nhà trọ ẩm thấp và nhiều bãi đất trống là nơi người dân tự ý tập kết phế liệu, nên nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết tại quận Liên Chiểu là rất lớn. Ngoài việc xử lý các ổ dịch, thì địa phương cũng đã tiến hành phun thuốc diệt muỗi và vận động người dân đảm bảo vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng bọ gậy.